là ví dụ như đổ bê tông ở bên trong này, hay là họ cắt đôi cái tấm này ra chẳng hạn, xong rồi ép đổ bên trong. Ở bên trong thì nó rỗng, cho nó đổ đặc vào bên trong bê tông thì làm sao chúng ta có thể biết được, đúng không ạ? Có rất nhiều bác comment, có rất nhiều bác hỏi liệu rằng gỗ của anh em Sơn thì có đổ bê tông không, đặc biệt là với những cái tấm gỗ khủng như thế này. Và chính vì vậy nên là Sơn thì cũng không biết giải thích kiểu gì, nên là hôm nay Sơn sẽ quyết định quay cho các bác, hướng dẫn các bác một cách để có thể là nhận biết được gỗ đổ bê tông là như thế nào. Nếu mà các bác muốn nhận biết được những tấm gỗ bê tông như tấm gỗ xẻ thớ ngang như thế này thì Sơn cũng đã hướng dẫn rồi. Nếu bác nào muốn biết cách nữa thì comment ở bên dưới, Sơn sẽ hướng dẫn lại. Còn ngày hôm nay thì Sơn sẽ hướng dẫn các bác là cái tấm gỗ bổ thớ dọc, tức là bổ cắt như tấm thớt, thì mình nhận biết như thế nào là gỗ đổ bê tông, bởi vì dòng này rất là khó nhận biết được. Sau đây thì Sơn sẽ hướng dẫn các bác chi tiết này. Đầu tiên đó là các bác cần phải xem được vân gỗ. Các bác ạ, vân gỗ thì nó sẽ có nhiều loại vân gỗ. Chúng ta sẽ tìm cách là nhận biết vân gỗ tự nhiên. Các bác ạ, vân gỗ tự nhiên thì sẽ có một cái đặc điểm như thế này. Đầu tiên, vân gỗ tự nhiên thì nó sẽ có biến thể rất nhiều màu sắc ở đây: màu đen, màu xám, màu vàng hay màu trắng. Chính vì là tự nhiên nên là nó sẽ rất nhiều màu sắc ở trên một cái khu vực thôi, chưa nói tới một tấm gỗ. Trên cả tấm gỗ này thì nó sẽ hàng tỷ loại màu khác nhau, nhưng ở một khu vực thôi thì các bác sẽ nhìn thấy là rất nhiều các cái loại màu sắc ở trên một khu vực rồi. Cái điều đầu tiên các bác rất là quan trọng đó là phải biết nhận biết được vân gỗ tự nhiên. Điều thứ hai là chúng ta phải xem cái tim gỗ. Các bác ạ, xem cái tim gỗ ở đây này. Đấy, gỗ tự nhiên thì sẽ có tim. Gỗ tự nhiên thì sẽ có tim. Nếu mà cây nào mà không có tim thì một là họ đã ghép một tấm lên trên mặt này, hoặc là họ đã xử lý, hoặc có thể đó là gỗ giả hoặc gỗ ép bằng mùn cưa thì sẽ không có tim các bác nhá, không có tim. Yếu tố thứ hai để chúng ta có thể biết được. Yếu tố thứ ba là chúng ta sẽ xem về cái giác gỗ các bác ạ. Giác gỗ này liệu có thật không? Vậy thì làm sao để chúng ta có thể biết được giác gỗ là thật hay không? Thì các bác sẽ nhìn vào đây này. Đấy, bây giờ Sơn sẽ quay chi tiết nó rất là nhỏ. Cái vấn đề này rất là nhỏ và cái đặc điểm nhận biết này nó rất là nhỏ, nên các bác phải để ý rất là kỹ, bởi vì cả phần giác hay phần lõi thì nó đều có cái tom gỗ chạy dọc theo thớ cây. Tom gỗ chạy dọc theo thớ cây. Đây là những cái đường chỉ mạch máu để dẫn chất dinh dưỡng đi nuôi cây, nên các bác sẽ để ý và nhìn thấy những cái tom gỗ. Nếu bác nào xem video này chưa biết tom gỗ là gì thì hãy liên hệ với Sơn, Sơn sẽ chỉ cho các bác trực tiếp tom gỗ là như thế nào, các bác sẽ có thể biết được. Đấy các bạn. Đấy, nhưng mà có cái những cái trường hợp như này là ví dụ như đổ bê tông ở bên trong này, hay là họ cắt đôi cái tấm này ra chẳng hạn, xong rồi ép đổ bên trong. Ở bên trong thì nó rỗng, cho nó đổ đặc vào bên trong bê tông thì làm sao chúng ta có thể biết được, đúng không ạ? Chính vì vậy nên là các bác, nếu mà đơn giản là các bác nên chọn những nơi uy tín, hoặc các bác xem trực tiếp xẻ ra thì yên tâm. Đấy. Thế còn để mà có cái cách nào để mà biết 100% thì là không có, bởi vì thực tế là ở bên trong rồi ở bên ngoài nhiều thứ, hoặc là họ cắt ngang thế này thì các bác cần phải xem ở thớ ngang này có bị cắt hay không. Rồi các bác cần phải xem mặt dưới này, lật lên, trà ra toàn bộ các bác nhá. Lật lên, trà ra toàn bộ. Rồi, các bác không yên tâm về mặt tiền thì các bác bảo trà ra. Đối với những cái tấm sập mà nó lớn, nó giá trị lớn, ví dụ như tấm này nó là 320 triệu thì các bác cần phải trà ra xem thì chúng ta mới biết chính xác được. Thì cũng tiện đây xin giới thiệu với các bác, đây là một cái tấm gỗ được nhập khẩu từ bên châu Phi về, được gọi là gỗ ecop. Nhiều anh em thì có thể gọi là gõ đỏ ecop hoặc hương ecop, tùy vào cách gọi của mỗi người. Nhưng mà tấm này thì anh em Sơn là có chiều rộng là 3m7, chiều rộng ở bên khúc bé này là 2m3 và độ dày là 50cm. Tấm này là khoảng 3,2 khối gỗ các bác nhớ, 3,2 khối gỗ và nặng đâu đấy khoảng 4 tấn. Và tấm này trị giá 320 triệu. Bác nào quan tâm đến tấm này thì inbox của Sơn. Rất cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Xin chào.